mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cầm Tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 341, Nửa đêm kinh hồn, 1. Ừ, mấy vấn đề này đối với tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cũng không khó. Thứ duy nhất bọn họ muốn chính là làm thế nào để mua được thứ có thể chiếm diện tích nhiều nhất. Ngự Phượng đàn lấy xuống một vấn đề trên mặt viết hỏi không hiểu sẽ không bỏ qua chỉ một loại sâu ngự phượng đàn thản nhiên cười ve sầu sao sao nguyên văn buôn minh bai bu ba siêu bất vấn minh bạch bất bãi hưu chi liễu đây là câu hỏi chơi chữ nhân viên thống kê bên cạnh gật đầu công tử trả lời đúng rồi hai người lại tiếp tục hướng về phía trước mà tổ của tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử cũng với tốc độ không khác nhau lắm vượt qua các vòng Vân Khanh biết ngự phượng đàn đoán mấy vấn đề này không mấy khó khăn, vì thế đặt tâm tư vào vấn đề chính. Hạng nhất lấy được 100 lượng bạc, hạng nhì là 100 đồng tiền, hạng ba được 50 đồng tiền. Tuy rằng nói là căn cứ vào xếp hạng mà phát tiền thường, kỳ thật khác biệt căn bản là không lớn, hơn nữa số tiền thật sự quá ít. Đối với các công tử tiểu thư luôn đầy đủ cầm y ngọc thực mà nói, ngay cả uống chén trà cũng không đủ. Cho nên, đây hẳn là có huyền cơ ở bên trong, thứ có thể chiếm diện tích nhiều nhất, có thể chỉ cần hao phí chút bạc là lấy được. Đại chủ còn nói ra sự khác nhau giữa ba thứ hạng, ắt hẳn là dùng để che mắt bọn họ. Vân Khanh theo bước chân của ngự phượng đàn đi về phía trước, khóe mắt, quan sát hai tổ đối diện, mắt thấy bọn họ bắt đầu tiến tới với tốc độ nhanh hơn, hẳn là đều đã nghĩ kỹ đáp án rồi. Bầu trời đêm xanh thẳm, những ngôi sao lấp lánh tỏa sáng, xung quanh đoàn người tấp nập, truyền đến đủ loại tiếng nói cười. Cuộc thi đang diễn ra trên đài, trong không khí vui sướng xung quanh có vẻ phá lệ im lặng. Rất nhanh, ngũ hoàng tử và an tuyết oánh đã đáp xong câu hỏi cuối cùng. Cùng lúc đó, tứ hoàng tử cũng trả lời chính xác đáp án của câu hỏi cuối cùng. Còn lại hai người Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn, bọn họ là đội cuối cùng về đích, đến chỗ đài chủ lĩnh 50 tiền đồng. Được rồi, hiện tại các vị có thể tới đường cây phía đông bên này mua đồ, nhớ kỹ, nhất định phải là thương phẩm trên đường đông, trong thời gian hai nén hương phải trở về trên đài, nếu vượt qua thời gian vậy thì coi như đội đó thua. Trong tay An Ngọc Oánh cầm 100 đồng tiền, nàng ta chỉ cảm thấy cực kỳ vô vị, 100 đồng tiền có thể mua được cái gì chứ? Cho dù là nha hoàn bên người của nàng ta khi nghe đến số tiền này, chỉ sợ cũng sẽ không thèm ngó lại nhìn về phía Vân Khanh cầm 50 đồng tiền đang cùng ngự phượng đàn thấp giọng nói chuyện với nhau, trong bụng đã sớm giận dữ, lập tức nhìn Vân Khanh, khóe miệng lãnh đạm cười khinh thường, 50 đồng tiền, cũng không biết có thể mua được cái gì nữa, thẩm tiểu thư cần phải tính toán thật tốt nha. Miễn cho thua đến mất mặt, tứ hoàng tử nghe An Ngọc Oánh nói, khẽ cau mày, nhưng không mở miệng ngăn trở hắn muốn nhìn xem Vân Khanh khi nghe An Ngọc Oánh khiêu khích có thể tiết lộ một chút kế hoạch mua đồ của nàng hay không? Vân Khanh lại hoàn toàn không có phản ứng, nàng ngẩng đầu nhìn An Tuyết oánh với đôi mắt ghen tị trắng trợn, phủi phủi đám bụi vô hình trên ống tay áo, cười nhạt nói, "An tiểu thư chẳng qua cũng chỉ cầm 100 đồng tiền, cớ gì lại cười ta chứ? Nếu có bản lãnh, không bằng nghĩ xem ngươi nên làm thế nào để giúp tứ hoàng tử mua được món đồ thích hợp, thắng được trận đấu này đi." Vừa nghe nhắc tới tứ hoàng tử, thân mình An Ngọc Oánh thoáng cứng đờ, cùng hợp tác với mình thế nhưng lại là vị đường huynh băng sơn khiến người người khiếp sợ. Ở trước mặt hắn, nàng ta luôn vô thức cảm thấy sợ hãi, không cam lòng tức giận chừng mắt nhìn Vân Khanh, ngậm miệng không thèm nói tiếc. Tứ Hoàng Tử, thời gian hai nén hương, nói dài cũng không dài, nếu bạn đồng hành của ngài còn muốn tiếp tục ôn chuyện, không bằng hẹn dịp khác được không? Ngũ Hoàng Tử đã đi chọn lựa đồ trước rồi kìa ta đây không muốn bại bởi hắn đâu. Ngự phượng đàn cười nhạt, mắt phượng sáng rỡ như ánh sao, khiến các vị tiểu thư chung quanh đang vây xem trong lòng rung động mãnh liệt, chỉ có thể cảm thán nhân gian vì sao lại có một nam nhân tuấn mỹ như thế. Tứ hoàng tử nhìn sang ngự phượng đàn, liền nghĩ đến những hoạt động gần đây của hắn tự hồ luôn hữu ý vô tình ngáng đường mình, cho nên ngự phượng đàn vừa mở miệng nói chuyện, vốn đã chuẩn bị kỹ càng, lúc này nghe hắn nói không có ý định bại bởi ngũ hoàng tử ám chỉ là do an ngọc oánh khiêu khích khiến hắn không thắng được ngũ hoàng tử cố ý để cho đồng đội kéo dài thời gian câu từ trào phúng như thế làm cho tứ hoàng tử sắc mặt vốn đã lạnh lùng nhất thời càng thêm âm trầm đôi mắt lợi hại mang theo nguy hiểm khó chịu mở miệng nói cho dù hiện tại bắt đầu đối với bản hoàng tử mà nói thời gian như vậy cũng đã đủ rồi tứ hoàng tử thật là tự tin vậy ngài cứ từ từ bắt đầu, ta cùng thầm tiểu thư phải đi mua đồ rồi. Đôi mắt hẹp dài của ngự phượng đàn hơi hơi nheo lại, lộ ra một chút bất đắc dĩ, tựa hồ cảm thấy cùng tứ hoàng tử nói chuyện quá lãng phí thời gian. Vân Khanh nghe ngự phượng đàn nói chuyện, có một loại cảm giác thực bất đắc dĩ, hắn lần nào cũng đều chọc cho người ta tức giận, còn bản thân thì lại giả vờ vô tội mà thối lui, coi như cái gì cũng không liên quan đến hắn. Tứ hoàng tử sắc mặt khẽ biến, ánh mắt cũng dừng lại trên người vân khanh, đôi môi thâm hơi mấp máy, lời nói lạnh lùng nhưng cũng thực rõ ràng tự ít hầu truyền ra, ngọn đèn kia, ta sẽ tặng cho ngươi. Đôi mắt của hắn cực đen như là tinh hoa của bóng đêm sâu thẳm, mơ hồ truyền ra một loại bá đạo cùng quyết đoán, tự hồ không chấp nhận được người khác cự tuyệt lời của hắn. Loại tính cách vô cùng tự tin này chỉ có dòng dõi hoàng gia hậu duệ quý tộc mới có thể bồi dưỡng ra. Ngự phượng đàn khi nghe thấy tứ hoàng tử nói thế, nét cười trong mắt nhiễm một tia hàn băng, nụ cười trên môi càng thêm sắc bén, cả người tản mát ra một loại khí tức cực kỳ tà ám, so với khí chất bá đạo của long tử trời sinh của tứ hoàng tử cũng không thua kém. Hắn vừa muốn mở miệng thay Vân Khanh cự tuyệt, lại nghe Vân Khanh cất lời, ý tốt của tứ hoàng tử Vân Khanh xin nhận chỉ là ngọn đèn này vân khanh nhất định sẽ tự mình đoạt được thanh âm mềm mại bình thản như nước trừ bỏ cự tuyệt còn có một loại khiêu chiến nàng không cần tứ hoàng tử đưa cho nàng bởi vì chính nàng có thể đoạt đến cặp mắt phượng như kết tinh của nhật nguyệt tỏa ra ánh sáng rực rỡ như lưu ly li, đẹp đến rung động lòng người giọng nói trầm lãnh của tứ hoàng tử cũng lạnh lẽo như đôi mắt của hắn mang theo một cỗ rét lạnh lọt vào trong tay vân khanh hãy chờ xem đây là đưa hay là đoạt từ trên người hắn tỏa ra khí tức băng hàn mãnh liệt có thể cảm giác ra trong lòng tứ hoàng tử đã tức giận trong lòng càng tức giận chứng tỏ hắn đối với thái độ của nữ tử này cực kỳ để ý vậy thì không nên kéo dài thời gian nữa rồi bên môi vân khanh nở nụ cười như hoa nở rộ môi hồng như phấn khuôn mặt như ngọc thuần khiết vô cùng nàng lập tức xoay người đi xuống đài ngự phượng đàn thản nhiên cười nhìn vẻ mặt băng hàn của tứ hoàng tử cất bước đi theo bóng hình như ánh trăng bồng bềnh phía trước ba người nói chuyện với nhau không ai để ý sắc mặt của an ngọc oánh đã khó coi đến cỡ nào nàng ta và tứ hoàng tử cùng một tổ là vì muốn đánh bại vân khanh ai ngờ tứ hoàng tử lại nói ngọn đèn kia dù đoạt được thì cũng sẽ đưa cho thẩm vân khanh vậy nàng ta thì sao đôi mắt của nàng ta sắc bén như thanh kiếm tẩm độc hận không thể hóa thành vạn tiễn bắn thẳng đến vân khanh ngự phượng đàn đi ở phía sau vân khanh nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng thấy nàng như đã nhắm sẵn mục tiêu cứ đi về một hướng mỉm cười hỏi nàng đã nghĩ ra muốn mua cái gì rồi sao ừm dòng người rất nhiều vân khanh đi ở trong đám người cũng không có dấu hiệu sẽ bị người khác xô đẩy đến hướng khác nàng biết thân hình mang theo mùi đàn hương nhàn nhạt, nhạt sau lưng kia luôn ngăn cản dòng người va chạm với nàng để nàng có thể thoải mái đi tới. Nàng mỉm cười, không biết như thế nào, trong lòng lại có một cảm giác yên bình, trở nên thực mềm mại, ngay tại ngã tư đường náo nhiệt, giờ phút này thoạt nhìn cũng có chút bất đồng so với vừa rồi. Nàng nghĩ tới cái này. Ngự phượng đàn ngẩng đầu nhìn Vân Khanh dừng lại trước một cửa tiệm, trong đôi mắt có chút ngạc nhiên, cái đó và thứ hắn nghĩ tuy có khác nhau như tác dụng lại giống nhau đến kỳ diệu, nhưng mà thứ vân khanh chọn hiển nhiên càng hoàn mỹ hắn thong dong mở miệng bất kể bọn họ mua cái gì khẳng định cũng không chiếm được nhiều diện tích như chúng ta ngài cứ tự tin như vậy vân khanh đưa tiền cho chủ quán tiếp nhận món đồ mẻn miệng cười lập tức quay đầu nhìn ngự phượng đàn hỏi bởi vì ta có lòng tin với nàng đôi mắt hắn vô cùng ôn nhu trong ánh sáng ngọc cứ như là cành liễu lướt qua mặt hồ vân khanh chỉ cảm thấy mặt mình nóng lên thoáng kích động thu hồi tầm mắt nhẹ giọng nói đợi lát nữa trở về trên đài rồi nói sau thứ mà tứ hoàng tử ngũ hoàng tử nghĩ đến tất nhiên cũng không bình thường ngữ điệu của nàng so với bình thường thì nhỏ và nhanh hơn một chút nếu vào tay người khác sẽ rất nhanh bị bỏ qua nhưng mà ngự phượng đàn đứng cách nàng rất gần ngay cả cây chớp mắt vừa rồi luồng sáng rung động chợt lóe lên trong đôi mắt phượng xinh đẹp kia cũng không thoát khỏi tầm mắt của hắn khóe môi hắn hơi cong lên đôi mắt khóe mắt đều là ý cười xem ra cố gắng của hắn cũng không phải không có thành quả hai người một trước một sau đi về phía trước ngự phượng đàn nhìn cây châm cài trên mái tóc đen như mây của nàng hạt châu hình giọt nước phía trên theo cước bộ của vân khanh mà nhẹ nhàng lắc lư từng đợt lại từng đợt cứ như trái tim của hắn theo chuyển động của nàng mà nảy lên. Ánh mắt của hắn dừng trên chiếc cổ đang cúi xuống của nàng, ngoại sa mỏng ngày hè làm lộ ra cái cổ mảnh khảnh, trắng trắng, mềm mềm, còn mang theo một chút hồng nhạt, thật rõ ràng và tinh tế, lại có một loại kiên định không chịu khuất phục. Ánh mắt của ngự phượng đàn cứ nhìn như vậy, một lời không nói theo ở phía sau, bên cạnh hai người bỗng có một đôi tình nhân che miệng vui cười đi lướt qua hai tay cùng đan chặt vào nhau, trên mặt nam tử là sự vui vẻ khó tả. Hắn nheo nheo ngón tay, nhìn bàn tay nhỏ bé đang buông thỏng của Vân Khanh, hơi hơi cuộn lại, giống như muốn nắm tay, nhưng chính giữa lại lộ một lỗ hồng, như đang chờ người nắm vào dắt đi. Hắn mỉm cười, ngón tay thon dài vươn lên phía trước, muốn nắm bàn tay nhỏ bé kia. Lúc này ánh sáng hơi tối, nơi này rất ít người, Vân Khanh nhớ lại giây phút khi khuôn mặt vừa rồi chợt đỏ như bị phòng kia của mình, nàng mím môi, cúi đầu trầm tư, đây là lần thứ mấy khi nhìn đến Ngự Phượng đàn nàng lại có phản ứng như vậy rồi chứ? Ánh đèn lồng từ sau lưng chiếu tới, khiến chiếc bóng của nam tử chiếu nghiêm lại đây, cùng cái bóng của nàng như được đặt song song cùng một chỗ, vô thức cảm thấy có chút ngọt ngào. Bỗng nhiên thấy một bộ phận của cái bóng kia giật giật, sau đó duỗi về phía trước. Vân Khanh đầu tiên là sửng sốt, khi tiếp tục nhìn thì thấy bóng dáng kia là hướng về bóng bàn tay của mình, nàng lập tức hiểu được ý tứ của hắn. Trong lòng nàng cũng có chút khẩn trương, có chút kích động, còn có một chút chờ mong, nhưng không có chán ghét, cánh tay nàng cứng ngắc cố tình không muốn đông đưa nữa, nhìn bóng dáng càng ngày càng gần, tim đập cũng càng lúc càng nhanh. Vân Khanh, An Tuyết quánh vào ngũ hoàng tử sóng vai đi tới bắt gặp sắc mặt của nàng và ngự phượng đàn, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao cần vương thế tử thoạt nhìn có chút tức giận vậy. Còn Vân Khanh thì trên mặt như bị phòng, hai gò má bao phủ bởi một dạng mây đỏ, an tuyết oánh vươn bàn tay nhỏ bé, sờ lên chán Vân Khanh, lại dùng tay kia thử độ ấm trên chán mình, nhíu mi mì nói, ngươi có phải đã bị nhiễm lạnh không? Nhiệt độ có chút cao a à. Hai má Vân Khanh vốn đã hồng hồng, nay còn đỏ hơn, ho nhẹ một chút, mới ổn định được tâm tình, nghiêm mặt nói, nào có, đại khái là vừa rồi quá nhiều người, chen lấn có chút nóng, đúng rồi, thời gian cũng không còn sớm, hai người đã chọn xong đồ chưa? chương 342, Nửa đêm kinh hồn, 2 Nàng nhanh chóng rời đề tài đi chỗ khác, vừa rồi bản thân cũng không biết bị làm sao, biết rõ ngư phượng đàn muốn tới nắm tay mình, thế nhưng nàng lại không tránh đi, mà hồi hộp chờ đợi như vậy. Có lẽ do bài học không khí quá tốt đẹp nên đầu óc thiếu dưỡng khí một chút mà thôi." Vân Khanh âm thầm lấy mờ u bàn tay xoa xoa gò má. An Tuyết oánh nghe nàng nói như vậy, nghĩ đến lượng người trên đường hôm nay thật sự không ít, liền tin lời của nàng, "Ừ, hai người đã chuẩn bị xong rồi sao?" Chẳng qua nàng vẫn cảm thấy không khí giữa Cần Vương Thế Tử và Vân Khanh có chút kỳ quái. Tầm mắt của ngũ hoàng tử đảo qua đảo lại về mặt kỳ quái của Vân Khanh và Ngự Phượng Đàn, cùng Ngự Phượng Đàn đi phía sau hai cô gái, trên khuôn mặt ôn hòa mang theo vài phần chế nhạo, như thế nào, người người thích hóa ra là thầm tiểu thư. Dùng nhan tuyệt sắc của Ngự Phượng Đàn dưới ánh đèn lung linh càng trở nên đặc sắc, khi nghe ngũ hoàng tử nhắc đến Vân Khanh, trong đôi mắt có một sự say mê khó tả, cúi đầu cười khẽ, gật gật nói, đúng vậy. Ngũ hoàng tử nghe thế, đáy mắt hiện lên ý cười, ngẩng đầu nhìn thân hình nguyệt sắc thon dài yểu điệu đang đi ở phía trước, lại quay đầu nhìn ngự phượng đàn, cười lên tiếng, vận ninh quận quân thật là dung sắc bức người, thông tuệ đáng yêu, ta cũng thấy nàng không tệ. Nàng, người không thể giành. Ngự phượng đàn thu hồi ánh mắt, nhìn vào mắt ngũ hoàng tử, trong lời nói tràn đầy ham muốn tuyên cáo chủ quyền, nàng là của ta. Người đây là nghiêm túc. Phi thường nghiêm túc ngũ hoàng tử hơi cứng người, sau đó bật cười, ý cười dưới ánh đèn loang lổ mang theo tư vị sâu xa, chiếu rọi khuôn mặt ôn hòa kia thành từng chiếc bóng rời rạc. Khi đài chủ và thành viên cả ba tổ tập trung đầy đủ trên đài, vòng quyết đấu cuối cùng bắt đầu. Phương tiểu hầu ra đã sớm chờ đến sốt ruột trực tiếp dướn cổ kêu to, nhanh bắt đầu đi, trà cũng chưa kịp uống, đừng để chúng ta chờ sốt ruột nữa. Hắn vừa kêu như vậy, người chung quanh cũng hùa theo mà ồn ào. Đài chủ giơ hai tay lên, ý bảo mọi người im lặng, cho mỗi đội bày món đồ mình đã mua được ra. Đầu tiên là ngũ hoàng tử, hắn là người về nhất trong cuộc thi trước. Hắn lấy ra một bao nến, đặt trước mặt mọi người, ta dùng một lượng bạc mua một bao nến mông. Sau đó hắn thắp sáng một cây nến, bày ra nói, ánh sáng ngọn nến phát ra, cũng là một bộ phận của cây nến, ta châm một ngọn nến, ánh sáng sẽ chiếm khoảng không gian này của đài. Hiện tại trên tay ta có 12 cây, không gian ta chiếm được chính là diện tích ánh sáng mà 12 cây nến này tỏa ra. Tốt, không tệ. Ngũ hoàng tử vừa nói xong, dưới đài lập tức có người vỗ tay, đài chủ cũng gật đầu, cách này quả thật không tệ, căn cứ vào ánh sáng ngọn nến phát ra mà chiếm khoảng không gian đó, so với thứ đồ tầm thường mà nói thì đã chiếm được nhiều hơn rồi. Kế tiếp. An Ngọc Oánh lại đứng ra, sau đó chỉ về một thùng nước bên cạnh nàng, đang vừa muốn cất lời, đột nhiên trên nóc nhà từ đằng xa, lả tả nhảy ra mấy chục đạo bóng đen, giống như ma quỷ xuất hiện trước mặt mọi người. Động tác của bọn họ rất nhanh, chỉ trong chớp mắt đã nhảy vào trong đám người, đao kiếm sáng bóng tràn ngập hàn quang dưới ánh đèn càng trở nên huyết tinh vô tình, khiến người phát run. Ngũ hoàng tử, tứ hoàng tử. Ngự Phượng đàn vào lúc bọn Hắc y nhân xuất hiện đã xoay người nhìn về phía đó, võ công của bọn họ so với người bình thường cao hơn nhiều, đối với sự nguy hiểm đang tiếp cận phản ứng cũng linh mẫn hơn. Không biết tiểu như nhà ai là người đầu tiên nhìn thấy Hắc y nhân, lìa phát ra tiếng thét chói tai, sau đó toàn bộ quảng trường ở đường đông lập tức loạn cả lên, các tiểu thư ngày thường đoan trang, dưới sự che chở của nha hoàn bắt đầu hoảng loạn chạy trốn, các công tử luôn phong độ tiêu sái Cử chỉ lịch sự cũng bắt đầu tìm đường thoát thân. Quan bình ở bốn phía phụ trách cảnh giới, sau khi nghe được tiếng thét chói tai, liền bắt đầu chỉ huy binh lính nhanh chóng chạy vào trong, đồng thời tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử cùng một ít ám vệ bên người các thế gia công tử cũng bắt đầu gia nhập trận chiến đấu với hắc y nhân. Dường như mục đích của bọn hắc y nhân này không phải là đến giết chóc, bọn chúng không phải gặp người liền giết, mà là bay thẳng về phía đài nơi Vân Khanh đang đứng vân khanh vừa nhìn thấy phương hướng hắc y nhân phóng tới ý thức được mục tiêu của bọn chúng rất có thể là mình nàng lập tức xoay người tới đứng bên cạnh an tuyết oánh đang ở gần ngũ hoàng tử chỉ thấy an tuyết oánh hai mắt thẳng tắp nhìn hắc y nhân đang lao tới đám vệ ở bên ngoài lúc này đã giao thủ với hắc y nhân tiếng đao kiếm va vào nhau và tiếng la hét trốn chạy của mọi người xung quanh tạo nên một trận âm thanh hỗn tạp chứa đầy sự hoảng sợ và kinh hoàng kiếm quang ánh lên thỉnh thoảng bắn ra những tia máu sáng rực trong đêm tối. Theo tình hình hai bên giao chiến kịch liệt, những hắc y nhân này người người đều là nhất đẳng cao thủ, một vài ám vệ của thế gia ở thế bị động và một số ít khác bị thương, từng bước bị bước lui. Hắc y nhân cách khán đài bên này càng ngày càng gần, trong không khí bao phủ mùi máu tanh và sát khí, khiến cho các tiểu thư công tử luôn được bảo vệ chặt chẽ này sợ tới mức hoa dung thất sắc. Vân Khanh đi qua, đỡ thân thể sắp nhũn ra của An Tuyết Oánh, nhìn khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệch của nàng liền vội vàng an ủi, "Tuyết Oánh, ngươi đừng sợ, đừng sợ, hít sâu vào, không nên kích động, tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử đều ở nơi này, các ám vệ sẽ không để cho chúng ta gặp nguy hiểm." Sắc mặt của An Tuyết Oánh đã trắng bệch một mảnh, ngay cả sắc môi cũng bắt đầu từ từ mất đi, hô hấp của nàng dần dồn dập, đáy mắt lộ ra kinh hoàng và kinh sợ bàn tay vân khanh nắm lấy cổ tay nàng cảm nhận được mạch đập của nàng đột nhiên nhảy vừa mạnh vừa loạn đôi mắt hơi hơi ngưng trọng nếu cứ tiếp tục như vậy bệnh tim của tuyết oánh có khả năng sẽ tái phát nàng vội vã đưa tay vỗ vỗ lưng an tuyết oánh ôn nhu nói tuyết oánh ngươi nhìn vào hai mắt của ta không có việc gì không có việc gì an tuyết oánh siết chặt lấy tay vân khanh chỉ cảm thấy trên lưng có một luồng nhiệt lực truyền đến trái tim bắt đầu đau đớn từ từ dịu lại, hai mắt nhìn thẳng vào cặp mắt kiên định không một tia sợ hãi của Vân Khanh, thì đột nhiên như được tiếp thêm sức mạnh, để nàng không còn quá mức hoàng hốt như lúc nãy, suy yếu gật đầu nói, không có việc gì, ta không sao. Vân Khanh thu hồi bàn tay luôn vỗ sau lưng nàng, đầu món tay mang theo một cây ngân châm nhanh chóng bỏ vào túi châm đặc biệt trong người. Khóe mắt liếc về tình hình cuộc chiến bởi vì ám vệ thất bại nên tứ hoàng tử ngũ hoàng tử và ngự phượng đàn đành phải tham chiến đáy mắt càng thêm an hòa cười nói tuyết oánh người trước mắt hãy trốn ở chỗ này nàng nắm lấy tay an tuyết oánh đi xuống khán đài ánh mắt nhanh chóng xem xét xung quanh tìm xem có nơi nào để trốn hay không sau khi xem xét tất cả nàng lập tức kéo lớp thảm đỏ ra nhưng thấy bên trong đã chứa ba nữ tử một người trong đó nàng có quen biết nhưng mà quen biết không có nghĩa là chuyện tốt Cảnh tâm như hôm nay ra phố du ngoạn, ngay lúc vừa cùng hai khuê phòng đi đến phía dưới khán đài thì hắc y nhân lại xuất hiện, các nàng phát hiện chỗ trống này nên lập tức liền trốn vào. Lúc này trông thấy Vân Khanh, trên khuôn mặt xinh đẹp liền lộ ra một tia tức giận, nàng ta vốn đã trở thành ứng viên tuyển tú, nay hẳn đã tiến công làm phi tử của minh đế hưởng thụ vinh hoa phú quý rồi, chính là bởi vì thẩm Vân Khanh này chọc giận hoàng hậu mới khiến nàng ta cũng bị liên lụy bị người gạch tên. Dưới đáy lòng nàng ta đối với Vân Khanh chưa từng thấy mặt đã có ba phần hận. Lúc này thấy nàng, đáy mắt liền mang theo một tia ác độc, cánh tay vươn ra ngăn cản Vân Khanh và An Tuyết Oánh, cự tuyệt nói: "Các ngươi chớ vào đây, chỗ này quá nhỏ, đã không thể chứa người nữa rồi." Vân Khanh đưa mắt quan sát vẻ mặt của Cảnh Tâm như liền nhận thấy được ý định muốn gây khó dễ của nàng ta. Đối với tiểu cô này ở kiếp trước Vân Khanh đã biết rõ, ở mặt ngoài là ôn nhu xinh đẹp, kỳ thật lòng dạ hẹp hòi, tham lam ích kỷ, bởi vì được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Lý Lão Thái Quân nên luôn cảm thấy bản thân tài trí hơn người. Quên mất kỳ thật nàng ta cũng chỉ là một nữ nhi do di nương sinh ra, ngay cả cảnh hữu thần nàng ta cũng có chút khinh thường. Này đáy mắt nàng ta không mang theo ý tốt, Vân Khanh tự nhiên hiểu rõ, nếu là bình thường, nàng tuyệt đối khinh thường tranh cãi với nàng ta, nhưng lúc này lại khác, nguy cơ ở phía trước, mà xưa xê khỏe của tuyết oánh cũng không thể tiếp tục chạy loạn hay chịu thêm kích thích gì nữa hơn nữa cảnh tâm như cũng không giống đang nói dối chỗ này xác thực không lớn đã có ba người chỉ còn khoảng trống của hai bước chân nếu cố chen lách nhiều nhất chỉ có thể thêm được một người an tuyết oánh nhìn nhìn nơi này lôi kéo tay vân khanh trong ánh mắt mang theo một tia cự tuyệt lắc đầu nói vân khanh nếu không chúng ta đi tìm chỗ khác nàng không muốn cùng Vân Khanh tách ra. Tiếng đào kiếm bên tai vẫn không có dấu hiệu dừng mà ngày càng gần, không còn kịp rồi. Vân Khanh nắm tay nàng, nhìn hai vị tiểu thư khác, thanh âm chân thành tha thiết mang theo khẩn cầu nói, ta không tiến vào. Các ngươi chịu khó chen chút một chút, để cho an tiểu thư của hậu bộ thượng thư trốn vào đây, có thể chứ? Hai vị tiểu thư kia nghe được lời của Vân Khanh, đáy mắt sáng ngời, lập tức lùi người về phía sau một chút, chăm miệng một lời gật đầu nói, có thể, chúng ta chen chốt một chút còn có thể giấu một người. Cảnh tâm như quay đầu sang nhìn hai bạn tốt của mình, ánh mắt mang theo nghi vấn như muốn hỏi các ngươi tại sao lại cho nàng đi vào chứ. Các ngươi chẳng lẽ không biết vị trí ứng viên của ta vì ai mà bị hoại bỏ sao? Trên mặt hai vị tiểu thư kia lộ ra một chút xấu hổ, dưới ánh mắt khiển trách mãnh liệt của cảnh tâm như, thế nhưng lại không thay đổi quyết định ban đầu của mình còn lấy lòng lôi kéo tay cảnh tâm như sát vào bên trong, trong miệng cười nói, tâm như, chỉ dịch vào trong một chút thôi, nhường một vị nữa cũng không mất mát gì mà. Vân Khanh thản nhiên cười, thu ánh mắt trách móc của cảnh tâm như vào đáy mắt, hai tiểu thư này hiển nhiên biết cảnh tâm như vì sao mà bị gạch tên. Nhưng các nàng càng biết mình là người nhà của quý phù nào, một người là tiểu thư của một phụ tá ở Ninh Quốc Công Phủ, một người là tiểu muội của hậu bộ thị lang tân nhiệm chỉ cần không phải ngu dốt nghe được vân khanh phá lệ cường điệu ra thân phận của an tuyết oánh cũng biết nên làm như thế nào một vị trí dâu riêng có thể lấy lòng thủ trưởng và ninh quốc công đứa ngốc mới sẽ không làm như vậy cảnh tâm như hí mắt nhìn vân khanh không biết vân khanh làm thế nào mà chỉ vừa mở miệng đã khiến bạn tốt của nàng ta ra mặt giúp đỡ nghĩ lại dù sao nàng ta ghét cũng không phải an tuyết oánh nên gật gật đầu nhích vào trong một chút trong giọng nói mang theo một chút không vui vậy ta có thể để cho an tiểu thư tiến vào nhanh chút đừng làm cho người phát hiện được những lời này vân khanh lập tức đem an tuyết oánh đẩy xuống dưới đài thấp giọng nói ngươi trốn ở chỗ này đừng có đi loạn đợi lát nữa ta tới đón ngươi an tuyết oánh nghe nàng nói như thế nhưng lại không chịu buông tay mà là nắm chặt tay vân khanh hỏi vậy còn ngươi ngươi không cùng trốn với ta sao vân khanh nhìn vị trí dưới đài nơi đó không gian không lớn nếu nàng cũng trốn vào bên ngoài lập tức sẽ phát hiện một khối lộ ra đến lúc đó bị hắc y nhân phát hiện năm người tránh ở dưới đài e đều không còn an toàn nàng sức khỏe bình thường có thể chạy xa một chút tìm một chỗ an toàn mà trốn bèn gật đầu nói bên này không còn đủ chỗ nữa ta đi sang bên kia người an phận trốn ở trong này không được đi ra an tuyết oánh nhìn nàng tuy rằng không muốn Vân Khanh rời đi, nhưng khi nghe tiếng chém giết càng ngày càng gần, cũng biết lúc này không thể trì hoãn thời gian nữa. Bẻ nới tay nói, vậy ngươi nhanh đi đi, phải chú ý an toàn. Ừm, Vân Khanh gật đầu, khi rời đi cũng tiện tay che thảm đỏ lại, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy một bộ phận hắc y nhân đã tiến đến khán đài, tiếng kim loại va chạm cơ hồ đã sát gần bên tai, soạt soạt đinh đang thỉnh thoảng còn bắn ra tia lửa tung tóe dây thừng treo đủ loại cờ cũng đã bị chém rơi xuống đất, đèn lồng đủ mọi màu sắc rơi vãi tứ tung, bàn, ghế dựa ngã trái ngã phải, một màn hỗn độn. Chương 343, nửa đêm kinh hồn 3. An Ngọc Oánh sau khi nhìn thấy một hắc y nhân xông ra, bị dọa đến chân mềm nhũn, vốn muốn đi theo các tiểu thư khác chạy ra ngoài, ánh mắt lại đi tìm kiếm thân ảnh của Vân Khanh, phát hiện nàng đang đứng dưới đài, đôi mắt chợt lóe, kéo góc váy chạy tới, thẩm Vân Khanh, thì ra ngươi ở trong này. Vân Khanh liếc nàng ta một cái, phượng mâu như nước không thèm đặt nàng ta vào đáy mắt, chăm chú quan sát tình hình giao chiến với hắc y nhân. An Ngọc Oánh quay đầu lại, thấy hắc y nhân càng ngày càng gần, nàng ta sợ tới mức nhìn loạn xung quanh, trông thấy tấm thảm dưới đài hơi hơi động, đáy mắt lóe lên tia sáng, muốn chạy sang trốn vào trong đó. Vân Khanh lập tức ngăn ở trước mặt nàng ta, âm thanh lạnh lùng nói ngươi đi chỗ khác nơi này không thể chứa thêm người ta còn có thể đi đâu chứ nơi này đều bị hắc y nhân bao vây rồi hai tròng mắt của an ngọc oánh như muốn phun ra lửa chỉ vào chung quanh những hắc y nhân đã dần dần bao vây toàn bộ khan đài nếu muốn xông ra ngoài là chuyện khó vô cùng tại sao tuyết oánh có thể đi vào ta lại không thể đi an ngọc oánh làm người không nên quá ích kỷ đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lung của Vân Khanh cơ hồ đã kết băng, lạnh ý trong giọng nói như băng tuyết ngàn năm đánh úp về phía An Ngọc Oánh. Chẳng lẽ An Ngọc Oánh không biết tuyết oánh có bệnh tim, cho dù nhìn thấy trường hợp kịch liệt một chút, khiến cho cảm xúc vập phồng sẽ nguy hiểm đến tánh mạng sao? Nàng ta làm tỉ tỉ mà còn muốn dành chỗ trốn với tuyết oánh, người như thế, thật sự rất ích kỷ. An Ngọc Oánh nhìn hắc y nhân càng ngày càng tiếp cận phía bên này, nôn nóng muốn tìm một chỗ trốn vân khanh cũng không để ý nhiều như vậy ngăn ở phía trước nhất quyết không cho nàng ta trôi qua hướng về nơi tuyết oánh đang trốn trông thấy đám hắc y nhân kia càng ngày càng gần một hắc y nhân đang chuẩn bị đánh về phía bọn họ an ngọc oánh nhất thời trong lòng sinh ra ác ý nếu thẩm vân khanh chết đi thì tốt biết mấy khuất nhục và hổ thẹn vừa rồi của nàng ta đều là bởi vì thẩm vân khanh nếu nàng chết đi ngự phượng đàn sẽ không để ý tới nàng nữa mà sẽ chú ý đến mình rồi ý nghĩ ác độc này trong chớp mắt đã hình thành trong đầu nàng ta an tuyết vánh đột nhiên di chuyển thân mình hai tay kéo vân khanh đẩy mạnh về phía tên hắc y kia đi chết đi thẩm vân khanh dù sao chết như vậy cũng sẽ không ai biết ngươi là bị ta đẩy qua chỉ cho rằng ngươi chết dưới đao của đám hắc y nhân này mà thôi vào lúc nàng ta sinh ác ý và ra tay động thủ Vân Khanh đã chú ý tới nét âm trầm trong mắt nàng ta, ngay tại thời khắc nàng ta động thủ, nàng đã nhanh đưa tay đè lên trên cổ tay nàng ta. Bởi vì An Ngọc Oánh lúc này đây mang theo vô hạn oán niệm nên sức mạnh thập phần kinh người. Vân Khanh cho dù bắt được cổ tay của An Ngọc Oánh, thành công kéo nàng ta tới vòng chiến, nhưng mình vẫn bị sức mạnh kia đẩy về hướng hắc y nhân. Phượng mâu nhíu lại, lộ ra một cỗ khí thê lạnh lùng sắc bén còn người vân khanh phản chiếu ánh hàn quang phát ra từ thanh kiếm trong tay hắc y nhân âm u lạnh lẽo dường như phản chiếu thân ảnh ngã xuống của nàng ngay tại thời khắc nàng sắp ngã xuống ngón tay hơi nhấn vào cổ tay một cây châm thật nhỏ khó có thể phát hiện từ vòng tay lam bảo thạch nháy mắt phóng ra ngoài thẳng tắp xuyên vào cổ hắc y nhân đang xông tới cùng lúc đó một cánh tay ôm lấy vân khanh sắp ngã xuống đất mạnh mẽ kéo lên tay còn lại một đao chém tên hắc y nhân khác đang tiến tới. Mà tên hắc y nhân hạ thủ với Vân Khanh thì chỉ nghe phốc phốc hai tiếng, sau lưng của hắn đồng thời lộ ra hai thanh kiếm, màu máu đỏ tươi trong phút chốc từ miệng của hắn tràn ra, theo động tác đồng thời rút ra của hai thanh kiếm, cơ thể hắn thẳng tắp té ngã trên đất, lộ ra thân hình tứ hoàng tử và ngự phượng đàn ở phía sau. Khi Vân Khanh đứng vững lại thì xoay người nhìn người đã đỡ mình, trường bào màu lam như nước, khuôn mặt tuấn lãng tiêu sái, đang mỉm cười với nàng, thầm tiểu thư, không cần cảm kích ta. Vừa rồi đỡ nàng chính là Tiết Nhất Nam, hắn một tay cầm trường kiếm, một tay ôm vân khanh, tránh đi một lưỡi đao phía sau, cùng hắc y nhân giao thù. Chính là người này, vào lần đầu tiên gặp mặt, nàng đã cảm thấy đây là một người thâm sâu khó lường, là địch hay bạn hiện tại còn chưa biết rõ, nhưng chỉ bằng việc hắn là cháu của Tiết Quốc Công. Vân Khanh cũng sẽ có đề phòng với hắn. Bộ pháp của hắn thực ổn định, Vân Khanh có thể từ sức lực trên người hắn cảm giác được. Hắn không dùng hết sức chống lại đám hắc y nhân, khi tay trái hắn ôm nàng cũng không có vẻ khó khăn gì lắm, hắn vẫn có thể thành thạo đối phó đám hắc y nhân vây xung quanh. Nàng cười nhẹ, trong mắt tràn ngập chế nhạo, ta cũng không tính cảm tạ công tử, công tử không cứu ta, ta cũng chết không được. Tiết Nhất Nam đem theo Vân Khanh xoay người, đôi lông mày thâm thúy nhếch lên, mang theo một cỗ phong lưu, gật đầu đồng ý nói, "Thẩm tiểu thư mị lực vô hạn, tứ hoàng tử cùng Cẩn vương thế tử đều xuất thủ cứu giúp. Đương nhiên không đến lượt tại hạ rồi, chẳng qua là, nếu tại hạ không ra tay, thầm tiểu thư có lẽ sẽ bị rớt đài." Lúc đó có vẻ hơi chật vật nhỉ. Chật vật? Sẽ không, bên kia mới kêu là chật vật." Vân Khanh bên môi nở nụ cười, trong nháy mắt dung nhan tuyệt lệ sáng rỡ như minh châu, nhưng sâu trong mắt nàng lại tràn ngập mỉa mai. Tiết Nhất Nam theo tầm mắt của nàng nhìn lại, nụ cười nơi khóe miệng càng to, quả nhiên đủ chật vật. Ở trên mặt đất cách đó không xa, An Mộc Oánh ngồi dưới đất, vừa rồi khi nàng ta muốn hãm hại Vân Khanh, cũng bị Vân Khanh dùng sức kéo xuống đài, nay nàng ta giống như con cún tứ chi chạm đất, liều mạng trong trận chiến chém giết của hắc y nhân tìm kiếm một nơi an toàn búi tóc chỉnh tề nay đã rối loạn, vài cọng rớt xuống chán, quần áo xinh đẹp trên người vì ma sát với nền đất mà trở nên hỗn độn rách nát. Chỉ thấy nàng tay ta chân tán loạn, trong loạn lạc một cây đao lướt qua người nàng ta, khiến nàng ta sợ tới mức liên tục thét chói tay, quỳ dạp trên mặt đất cúi người như một con sâu, nhưng lưỡi đao kia đã kịp lướt qua lưng tạo một lỗ hồng to, nàng ta đau đến lớn tiếng hô to, cứu mạng A, cứu mạng A. Cách đó không xa các tiểu thư đã sớm cuộn mình một chỗ, tránh ở dưới các sạp hàng. Các nàng vốn cho là mình đã đủ thảm, lúc này nhìn thấy dáng vẻ của An Ngọc Oánh, mới biết được cái gì là thảm nhất. Âm thầm cảm thấy may mắn mình sớm đã chạy ra ngoài rồi. Ngự phượng đàn sau khi rút đao ra, nhìn tứ hoàng tử cũng đến với tốc độ nhanh như mình. Tầm mắt hai người cùng phóng về một chỗ, bắn ra tia lửa điện mãnh liệt, trong không khí mơ hồ tích tụ một áp lực vô hình không ai chịu nhường ai một người lạnh lùng tới cực điểm, một người tuyệt lệ tới cực điểm, hai đôi mắt hoàn toàn bất đồng nhưng lại bắn ra một tia sáng giống nhau. Tứ hoàng tử không để ý tới sống chết của biểu muội nhà mình, nhúng tay vào chuyện này, phải chăng có chút quá bạc tình rồi hả? Ngự phượng đàn sau khi nghe tiếng thét chói tai của An Ngọc Oánh, ý cười nơi khóe miệng dần dần đóng băng, đắc ý đến nỗi trên khuôn mặt tuyệt tú cười đến sáng lạn an ngọc oánh đối với cần vương thế tử một lòng say mê thế tử ngươi lại hờ hững bằng quan mà không ra tay viện trợ chẳng phải là quá mức vô tình khuôn mặt lạnh lùng của tứ hoàng tử càng thêm âm u đôi mắt tối tăm gắt gao nhìn ngự phượng đàn ngay cả ý muốn xoay qua nhìn an ngọc oánh đều không có môi mỏng thốt ra chữ chữ như băng nếu như nữ tử thích ta ta đều phải đi cứu vậy chẳng phải bản thế tử sẽ bận đến chết sao nhưng tứ hoàng tử ngươi thì khác, biểu muội của ngươi không nhiều, chết một người chính là ít đi một người. Những lời đôi môi đỏ mọng kia phát ra tuyệt tình tới cực điểm, đáng tiếc An Ngọc Quánh căn bản không có biện pháp nghe được, bởi vì khi nàng ta thét chói tai, lại có một hắc y nhân chuẩn bị đâm một kiếm về phía bờ vai nàng ta. Tiếng kêu thê thảm vào ban đêm liên miên không dứt, trên mặt An Ngọc Quánh lem luốc vết máu lẫn lộn với cho bụi khuôn mặt thanh lệ kia cơ hồ vì bị đau mà trở nên vạn vẹo. Trong đôi mắt lạnh như băng của tứ hoàng tử dường như không có một tia cảm tình nào, nhưng sau khi nghe tiếng kêu tuyệt vọng của An Ngọc Oánh, lông mày hắn nhất thời nhíu chặt, nhớ tới tiết quốc công đối với vị ngoại tôn nữ này rất yêu thương, con ngươi vừa sâu vừa đen đột nhiên co rút, mang theo trường kiếm trong tay và khí thế lãnh nổ, phóng nhanh về một hướng khác. Ngự phần đàn nhìn về phía tứ hoàng tử sát khí đầy người, nhíu mày nhìn lướt qua An Ngọc Oánh đang bò trên mặt đất. Mặc dù nữ nhân này rất âm hiểm đáng ghét, nhưng có thể dẫn tứ hoàng tử đi khỏi, coi như là có chút hữu dụng. Thu hồi ánh mắt, ngự phượng đàn nhìn về phía Vân Khanh, tầm mắt ngừng trên cánh tay của Tiết Nhất Nam đang ôm hôn Vân Khanh. Trong đôi mắt hẹp lập tức nổi lên huyết tinh sát ý, cả người tản mát ra một khí tức nghiêm trang âm lãnh, hắn chỉ cảm thấy cái tay kia chướng mắt cực kỳ thậm chí so với đám hắc y nhân đột nhiên xuất hiện này còn đáng ghét hơn. Tầm mắt nhanh chóng đảo qua đám hắc y nhân xung quanh, đôi mắt hẹp xẹt qua một tia sáng âm u, tay cầm trường kiếm, thân hình màu trắng như một đạo ánh trăng, xuất hiện chính giữa bọn hắc y nhân, nhất thời trên cánh tay bốn gã hắc y nhân xuất hiện một vết máu dài. "Các huynh đệ, lên." Đám hắc y nhân bị động tác này của hắn chọc giận có người vốn đang đối phó với những người khác đều đồng loạt giơ kiếm tiếp chiêu đôi mắt của ngự phượng đàn xẹt qua một tia rào hoạt mũi chân nhẹ điểm cùng bốn gã hắc y nhân kia vừa đánh vừa lùi cuối cùng đi vào vòng vây của tiết nhất nam dưới những động tác khiều xoáy đâm giết vân khanh thấy kiếm quang của hắn như cầu vồng nhưng lại dần dần đem bốn gã hắc y nhân đang chiến đấu đẩy vào trong tay tiết nhất nam tiết nhất nam vốn đang đối phó hai gã hắc y nhân rất thành thơi nay lại có liền bốn gã gia nhập vòng chiến, lại vừa phải bảo vệ Vân Khanh, nhất thời có chút khó khăn rồi. Vân Khanh vài lần nhìn thấy thế kiếm sát theo bả vai tiết nhất nam lướt qua, những thanh kiếm lạnh như băng như có linh hồn, xoẹt qua mái tóc đen của nàng, nàng nôn nóng hô to, mau buông ta ra, bằng không ngươi sẽ bị thương. Tiết nhất nam đang khẩn trương ứng chiêu, ngay cả thời gian cúi đầu liếc nhìn nàng một cái cũng không có, nghe được lời của nàng, lại cảm thấy có chút thoải mái một mình đồng thời đối phó sáu người xác thực có chút khó khăn những hắc y nhân này được huấn luyện nghiêm chỉnh sáu người hợp lại uy lực so với khi đấu với từng người một thì khó khăn hơn rất nhiều nếu lại tiếp tục bảo vệ vân khanh thì sẽ khiến cả hai người cùng bị thương vì thêm múa kiếm như hoa tạo một khe hở thả vân khanh ra tay hắn vừa mới buông ra ngự phượng đàn liền đưa cánh tay đón lấy ôm vân khanh vào lồng ngực của mình trong con ngươi hẹp dài nháy mắt xẹt qua một tia thâm trầm tiết nhất nam thấy một màn như vậy làm sao còn có thể không rõ trên khuôn mặt vẫn là nụ cười nhưng trong mắt lại tỏa ra vẻ không vui và khó chịu ngự phượng đàn gài bẫy hắn bốn người này nếu không phải hắn dẫn lại đây mình làm sao có thể chật vật như vậy cần gì phải buông thầm vân khanh ra trong lòng hắn sinh ra một cỗ tức giận nhìn thân thể mềm mại vừa rồi còn ở trong lòng mình kia Nghĩ đến khi đó chóp mũi đều phiêu đãng một mùi hương thơm ngát, ánh mắt bén nhọn, kiếm thế đột nhiên càng trở nên sắc bén, cùng sáu gã hắc y nhân đan vào nhau tạo thành một màn đấu kiếm lóa mắt. Ngự phượng đàn nhìn tiết nhất nam bị vây khốn, tự nhiên tự tại giết chết hắc y nhân trước mặt, tư thái thản nhiên, cứ như không phải đang trong cuộc chiến sinh tử mà là giống như đang chơi trò chơi, hẹp mâu buông xuống, nhìn vân khanh, tiếng nói trầm thấp dễ nghe hỏi, nàng có sao không? vân khanh lắc lắc đầu tỏ vẻ bản thân rất an toàn hay là đang ở trong lòng ta nên có vẻ yên tâm ngự phượng đàn mỉm cười trong mắt như nhiễm lên một làn men say khóe môi tựa tiếu phi tiếu lộ ra một cỗ mị lực khiếp người cho dù đang trong tình cảnh đao quang kiếm ảnh vẫn có thể làm người bị mê hoặc nàng làm sao nhìn không ra hành động vừa rồi của ngự phượng đàn hắn dẫn dụ hắc y nhân vào vòng chiến của tiết nhất nam khiến Tiết Nhất Nam không thể không buông mình ra, nếu không cả hai người bọn họ đều sẽ bị thương, mà hắn lại thoải mái đem mình ôm trở lại. Nhìn cặp phượng mâu tỏa sáng trói mắt kia, trong mắt Vân Khanh toát ra vài phần cảm thán, đúng thật là phúc hắc yêu nghiệt mà. Ngự phượng đàn hơi hơi nhíu mày, tự hồ thực thích những lời này của Vân Khanh, trở tay đầy kiếm của một hắc y nhân ra, ống tay áo như một đám mây, theo từng động tác mà bay lên trong gió lại ẩn giấu chiêu chiêu sắc bén khiến cho hắc y nhân liên tiếp bại lui. Nói thì chậm, xảy ra thì nhanh, binh sĩ do quan phủ dẫn đầu đã đuổi tới hiện trường, trong đám hắc y nhân này, không ít kẻ bị thương và từ trận, lúc hiện tại lại bị quan binh truy kích, bọn chúng đành phải liên tiếp thối lui. Đôi mắt hẹp dài tuyệt lệ của Ngự Phượng đàn thoáng nhìn qua, khóe miệng ý cười càng sâu, ôm Vân Khanh bay về phía một khe hở, mũi chân nhẹ điểm thân hình nhảy lên như chim yến nhảy ngang nhảy dọc, im hơi lặng tiếng rời khỏi đám người. chương 344, Đính ước dưới trăng, 1 Đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp của ngự phượng đàn thoáng nhìn ra sau, khóe miệng ý cười càng sâu, ôm vân khanh hướng tới một lỗ hồng, mũi chân nhẹ nhấn, thân hình như chim én bay ngang dọc, im hơi lặng tiếng tách khỏi đám người. Tứ hoàng tử mặt mày hung ác nham hiểm, kéo An Ngọc Oánh vẫn còn đang nằm lăn la hét chói tai trên đất đứng lên, nhanh tay điểm hai huyệt đạo của nàng ta để nàng ta an tĩnh lại, tránh đánh mất mặt mũi của Hoàng gia và tiết ra trước đội vệ binh kinh thành thêm nữa. An Ngọc Oánh hiển nhiên bị dọa quá mức, trong hai mắt mất đi tiêu cử, chỉ nhìn thấy trước mắt một thi thể đầy máu ngã xuống. Vết thương trên vai và trên cánh tay bị động tác không chốt thương hương tiếc ngọc của tứ hoàng tử chạm đến tựa hồ miệng vết thương có chiều hướng toạc ra lớn hơn, đau đến la làng. Vệ binh kinh thành đã dần khống chế đám hắc y nhân, tình hình chiến đấu và áp lực giảm dần, tứ hoàng tử một kiếm đoạt đi trường kiếm trong tay một hắc y nhân, tay kia thì đẩy an ngọc oánh về hướng trần giáp, thanh âm như bao hàm băng giá, không có một chút ấm áp, mang nàng quay về ninh quốc công phu. Trần giáp gật đầu, cẩn thận đỡ an ngọc oánh lui về phía sau, một thiên kim đại tiểu thư xưa nay luôn cao ngạo, và lúc này lại chật vật không thể tả, cả người là máu, bộ dáng thoạt nhìn so với tên khất cái, ăn mày, không khác là bao. Đàn đàn đâu? Phương Bảo Ngọc vẫn luôn đi phía sau ngũ hoàng tử lúc này nhìn xung quanh, kỳ quái hỏi. Khuôn mặt tứ hoàng tử nháy mắt trầm xuống, trở nên lãnh liệt hơn, mâu quang ở nơi hai người vừa mới biến mất, tầm mắt cực kỳ lạnh. Mà lúc này ngự phượng đàn đang ôm Vân Khanh trong lòng, bay ngang bay dọc được một lúc đã đến trên nóc một ngôi nhà ngoại ô ở đường Đông. Hôm nay là đêm thất tịch, mọi người đều đổ về quảng trường ở đường Đông nơi tổ chức hoạt động, đây vốn là nơi không náo nhiệt, nay liền có vẻ càng thêm lạnh lùng. Ngự phượng đàn sau khi đứng vững liền đặt Vân Khanh xuống nóc nhà, đợi nàng ngồi vững sau đó mới ngồi xuống bên cạnh nàng. Vân Khanh đột nhiên bị hắn ôm đến nơi tĩnh lặng này, tuy biết rằng ngự phượng đàn sẽ không làm ra hành động gì đối với mình nhưng nàng cũng cảm giác có chút mất tự nhiên nghiêng đầu nói mang ta trở về tuyết oánh còn đang chờ ta đó đừng lo lắng cho nàng ấy ta đã cho dịch ngạnh thương đi đón nàng ấy rồi nếu muốn vân khanh có thể chuyên tâm ở chung với mình hắn đương nhiên sẽ không lưu lại bất cứ sai sót nào làm cho nàng phân tâm ngự phượng đàn người này làm việc nhưng thật ra rất đáng tin hắn một khi đã nói như vậy thì khẳng định sẽ làm được, mà vừa rồi còn xảy ra việc ám sát trên đường đông, bữa tiệc đêm thất tịch này coi như bị hủy rồi. các tiểu thư công tử làm sao còn có tâm tư để chơi đùa nữa? biết tuyết oánh an toàn, trong lòng vân khanh cũng bình tâm lại, quay đầu hỏi ngự phượng đàn, ngài dẫn ta tới chỗ này làm gì? nơi đó quá nhiều người. ngự phượng đàn ngồi bên cạnh vân khanh. Khuôn mặt như ngọc dưới ánh trăng càng thêm ôn nhu, đôi mắt hơi hếch lên, khóe mắt mang theo vẻ vui mừng không che giấu. Đôi mắt tuyệt lệ long lanh dưới đêm trăng thâm thúy như cảnh trong mộng, người bị hắn nhìn phẳng phất như chính là bảo bối quý giá nhất, trân trọng nhất và cũng dễ vỡ nhất trên thế giới này. Vân Khanh dưới ánh nhìn này của hắn, tia phòng bị trong lòng như khối băng trôi nổi trên dòng sông mùa xuân, từ từ hòa tan, mềm nhũn, trong thời gian này Mỗi lần gặp mặt ngự phượng đàn thì cái loại cảm giác tâm loạn này luôn xảy ra bối rối tránh đi đôi mắt hắn nàng nghiêng đầu nhìn bóng một cây đại thụ cao ngất ở phương xa lấy cớ hỏi vậy ngài dẫn ta tới nơi này là có chuyện gì muốn nói với ta à ngự phượng đàn đương nhiên là có rất nhiều lời muốn nói vừa rồi nơi đó đã xảy ra một trận ám sát lại có nhiều nhân vật ở khắp nơi tụ tập hắn cho dù là muốn cùng với vân khanh im lặng tốt đẹp nói chuyện vài câu cũng không được Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt như bên cạnh, mỉm cười, chính là muốn cùng nàng ngồi như vậy, đêm thất tịch đặc biệt này nếu bỏ qua thì cũng thật đáng tiếc. Đúng thật rất đặc biệt. Vân Khanh tự hồ không nghĩ tới ý tứ trong lời của Ngự Phượng đàn, mà nhớ tới thích khách trong đêm hội, Hắc Y Nhân vô duyên vô cớ xuất hiện tại quảng trường ở đường đông, bọn họ lại bay thẳng đến đài trò chơi của chúng ta, thoạt nhìn giống như không phải tùy tiện tới giết người đơn giản như vậy. Bọn họ cơ bản là vừa xuất hiện, liền bay về phía khán đài, nhưng sau khi đến trên đài, lại cũng không trực tiếp hướng về một mục tiêu cụ thể nào cả, mà vừa gặp người thì hạ thủ, đối tượng xuống tay lại đa số nhằm vào nam tử. Giết người không mục đích như vậy, nàng vẫn là đầu tiên nhìn thấy. Nàng sợ sao? Ngự phượng đàn hiếp mắt cười, ánh mắt thủy chung không rời khỏi khuôn mặt của Vân Khanh, tầm mắt chuyên chú kia khiến cho Vân Khanh không cách nào lờ đi hôm nay ngự phượng đàn tựa hồ chắc chắc có chuyện quan trọng gì đó muốn nói nên sẽ không dễ dàng bị lời của nàng mà truyền đề tài tâm tình nàng phức tạp tựa như có hai người tí hon đang tranh đấu trong lòng mình nàng và hắn vốn không liên quan gì nhau cũng không biết như thế nào mà luôn dính líu với nhau nàng cảm thấy việc này đã lệch khỏi quỹ đạo lúc trước tự mình vạch ra sau khi trọng sinh rồi nhưng lại phát hiện vô luận như thế nào con đường này đã xác định rồi Tựa hồ không cách nào tách ra. Sợ, đương nhiên sợ chứ, nhiều hắc y nhân như vậy, đao kiếm chém giết, máu bay tứ tung. Vân Khanh nhớ tới một màn khi nãy, nhưng thật ra, cảm thấy ngay lúc đó chính mình thật là phá lệ bình tĩnh, tựa hồ từ đầu tới cuối, trong lòng cũng không có một tia e ngại, mà lại có thể lý trí phân tích làm thế nào để cho Tuyết Oánh không bị thương, mình làm sao trốn tránh, xem ra sau khi trọng sinh tố chất nội tâm của nàng càng ngày càng cường đại tình cảnh như thế cũng không cách nào làm cho nàng dối trí ngự phượng đàn nghe được thanh âm cực kỳ bình thản kia lại thổ lộ tâm tình sợ hãi như thế nào cũng cảm thấy nghi hoặc nhìn nét mê mang vô định trên mặt nàng trong lòng hắn liền trở nên mềm nhũn không tự chủ vươn tay sờ lên mái tóc nàng nhẹ nhàng trấn an cười nói có ta ở bên cạnh nàng đương nhiên không cần sợ thanh âm trầm ấm mang theo một tia sủng nịch trong bóng đêm tĩnh lặng mờ mịt như một cọng lông vũ lướt qua đầu quả tim trên đầu động tác không nặng không nhẹ lại vô cùng thân thiết tựa như đôi tình nhân làm cho vân khanh cảm giác được từ đỉnh đầu sinh ra một loại tê dại lan tràn đến khắp toàn thân như ma xui quỷ khiến mà quay đầu chớp chớp đôi mắt thanh thấu cười nhẹ ngài nói không cần sợ nhưng lúc đó không phải là tiết công tử ra tay tương trợ sao đôi mắt hẹp dài của ngự phượng đàn thoảng qua một tia không đồng ý, dùng một bàn tay khác nắm lấy cổ tay Vân Khanh, khi hắn ra tay thì đã muộn rồi, cái vòng tay này mới đích thật là ân nhân cứu mạng của nàng nha. Nói xong, còn bỡn cợt học Vân Khanh chớp chớp con người, nụ cười trên mặt càng sáng rỡ, mị hoặc cực kỳ. Vân Khanh nhìn vòng tay lam bảo thạch trên cổ tay, chừng mắt liếc hắn một cái, đồ đã đưa cho ta chính là của ta. Nếu đã là đồ của ta thì sao có thể nói là ân nhân cứu mạng? Vòng tay này vốn chính là ngự phượng đàn đưa, muốn tiếp tục truy cứu, xác thực vẫn là đại ân của ngự phượng đàn, nhìn bộ dáng khẳng định của hắn, Vân Khanh sẽ không để cho hắn có thể đắc ý đâu. Suy nghĩ này có chút ngây thơ, nhưng ngự phượng đàn lại cảm thấy rất vui vẻ, nhìn đôi phượng mâu sáng quắc sống động của nàng đang nhìn mình, đôi môi khép đóng phản bác lại lời mình, cảm thấy trong lòng dậy lên một cỗ ngọt ngào. Được rồi, nếu khanh khanh nàng cảm thấy biểu hiện của ta hôm nay không đạt tiêu chuẩn, về sau ta nhất định sẽ nhanh chóng xuất hiện, không để nàng thất vọng. Vẻ mặt của hắn tràn ngập tiếp núi, trong thanh âm mang theo tự trách, nhưng vân khanh từ trên mặt hắn một chút cũng không nhìn ra chút xíu tự trách nào, không khỏi hư một tiếng, ngài còn nói không biết ngượng. Nếu không phải An Ngọc Oánh âm thầm xuống tay trong bóng tối, sử dụng chiêu trò âm hiểm kia, ta làm sao có thể ngã dưới lưỡi đao của tên hắc y nhân chứ? Vân Khanh mặc dù có chút tức giận hành vi lúc nãy của An Ngọc Oánh, nếu không phải nàng phản ứng mau, không chừng bây giờ nàng đã là vong hồn dưới lưỡi đao kia, xuống địa ngục vội vàng đi đầu thai rồi, làm sao còn có thể yên ổn ngồi trên nóc nhà ngắm trăng chứ? Đầu sỏ của tất cả chuyện này nói đến nói đi đều là bởi vì yêu nghiệt bên người này mang họa mà ra nhưng điều này chẳng qua cũng chỉ là cái cớ để phát tiết lửa giận nhất thời kỳ thực trong lòng vân khanh cũng không có ý trách ngự phượng đàn ngự phượng đàn từ đầu đến cuối thủy trung không tỏ bất cứ thái độ nào với an ngọc oánh ngược lại trong lòng an ngọc oánh là cố ý nhằm vào thẩm vân khanh nếu như không có thẩm vân khanh ngự phượng đàn sẽ để ý đến an ngọc oánh và cùng nàng ta ở một chỗ hạnh phúc mỹ mãn cả đời nên nàng ta một lòng muốn đem nàng đưa vào chỗ chết mới cam tâm nhưng ngự phượng đàn rõ ràng không biết suy nghĩ trong lòng Vân Khanh, nhìn thấy sắc mặt nổi giận của nàng, trong lòng hắn liền trở nên khẩn trương. Tuy rằng lời này của Khanh Khanh mang theo đố kỵ nhưng nếu lỡ nàng hiểu lầm giữa hắn và An Ngọc Oánh có quan hệ gì đó thì sao? Không thể để thế được, trên khuôn mặt tuấn Mỹ của hắn lộ ra một chút vì khuất, Khanh Khanh, nàng đây là oan uổng ta rồi, hành động của nàng ta thế nào ta không cách nào kiểm soát nhưng có thiên địa nhật nguyệt chứng giám cho lòng ta đối với nàng ta ta ngay cả một chút thích ý cũng không có nàng nhất định phải tin tưởng ta Vân Khanh vừa thấy trên khuôn mặt hắn lộ ra vô vàn ủy khuất đôi mắt tràn ngập vẻ tuổi thân như đứa trẻ bị giành mất thức ăn không khỏi vươn tay ở trên mặt hắn nhéo nhéo ta cũng chỉ nói thế mà thôi ngài đừng khẩn trương như thế quan hệ giữa ngài và nàng ta cũng không thể quản a à. giữa chúng ta cũng không có quan hệ gì những lời này còn chưa kịp nói ra, Ngự Phượng Đàn liền vươn tay nắm gọn đôi bàn tay đang nheo nheo má mình trong lòng bàn tay, đôi mắt tỏa ra ánh sáng thập phần hoa mỹ, "Vân Khanh, trong lòng ta chỉ có nàng, những người khác nàng đều không cần lo lắng, ta biết, kỳ thật trong lòng nàng cũng có ta, đúng không?" Cái gì gọi là cho một chút ánh mặt trời, liền trở nên thập phần sáng lạn, lúc này chính là chỉ Ngự Phượng Đàn hắn từ trong ngựa khí cùng động tác của vân khanh có thể nhìn ra nàng đã mềm lòng cùng với vài lần khi đối mặt hắn thì nàng lại mất tư nhiên và bối rối đoán được cảm tình của vân khanh đối với hắn hôm nay hắn sẽ không lại cho nàng trốn tránh hắn muốn buộc nàng đối mặt với sự thật tuy rằng hắn không biết nàng đến tột cùng có khúc mắc gì khiến nàng vẫn kháng cự hắn ánh mắt hắn cực kỳ đắc ý dưới bầu trời đêm so với ngôi sao sáng nhất còn sáng hơn so với pháo hoa còn rực rỡ hơn muôn phần vân khanh như cũng bị cặp mắt kia hấp dẫn nhất thời khẩn trương ngay cả bàn tay bị hắn nắm trong lòng bàn mạnh mẽ đặt ở trên má cũng quên rút về chớp chớp mắt nhìn lại chớp chớp mắt nhìn trong lòng đang lớn tiếng gào thét nói cho nàng trong đáy lòng không có hắn nhưng môi giống như bị thần quỷ khống chế nhấp rồi lại nhấp vẫn không thể nói nên lời phủ nhận nếu đã trải qua hai hiếp lúc này nàng còn không rõ cảm tình của mình đối với ngự phượng đàn thì thật sống quá vô dụng rồi. Nàng thích nam tử đối diện này rồi. Tuy rằng nàng biết, hai năm sau hắn sẽ tử trận, lưu lại một truyền thuyết anh dũng cho đời. Tuy rằng nàng biết, cùng hắn ở chung một chỗ, có lẽ sẽ phải gặp thêm nhiều phiền toái. Nhưng lý trí không chế không được tình cảm, bất chi bất giác hắn đã tiến vào trong lòng nàng. Ngự phượng đàn chờ câu trả lời của nàng đợi một hồi lại đợi thêm một hồi trong đôi mắt hẹp dài kia thoạt nhìn thật bình tĩnh nhưng trong lòng lại rất sợ sợ lúc này lại bị nàng cự tuyệt lại bị nàng đẩy ra hắn thật cẩn thận thích nàng rõ ràng rất muốn tới gần lại sợ mình quá mức chủ động mà dọa đến nàng chỉ có thể trong khoảng cách xa và gần lựa chọn phương thức thích hợp nhất từ từ hòa tan lòng của nàng lúc này thấy trong đôi phượng mâu uốn khúc kia có tia sáng lòe lòe nhấp nháy hắn rất sợ khi nàng mở miệng, sẽ là lời khác với hy vọng của mình. Hắn nhìn khuôn mặt như ngọc nghiêng nghiêng của nàng, làn da trơn bóng như tỏa ra ánh sáng, so với Minh Châu còn sáng lạn hơn, hắn thích nàng lâu như vậy, không muốn lại chỉ có thể dạo chơi bên ngoài trái tim nàng. Ngự phượng đàn vốn không phải là người theo khuôn phép, vì vân khanh, hắn khắc chế tình cảm đã lâu, tại đêm trăng tuyệt đẹp này, cuối cũng cũng không kiềm chế được mà dâng trào. Hắn một tay ôm lấy nàng vào trong lòng, đem môi của mình dán lên. Tuy rằng cảm xúc mênh mông tràn ra, nhưng hắn sử dụng lực đạo lại vô cùng cẩn thận, nhưng sau khi nếm được hương vị ngọt ngào của cánh môi kia, những cố gắng khắc chế hết thảy đều không còn hiệu lực. Tất cả cảm quan đều tập trung vào cánh môi nho nhỏ này, những thứ khác như không còn tồn tại, chỉ còn lại hai mảnh cánh môi này mới là nơi hắn muốn dừng lại nhất. Hắn ở trên môi nàng can đảm chạm nhẹ, nhưng động tác nhợt nhạt này không thể khiến hắn thỏa mãn hắn liền nhốt môi của nàng ở trong miệng cái lưỡi nhọn như có linh thức hướng vào trong cánh môi tiến hành xâm chiếm vào lúc ngự phượng đàn áp vào toàn thân vân khanh liền cứng ngắc đôi mắt nàng bừng tỉnh mở to nhìn đôi mắt người nọ gần trong gang tấc cảm giác được đôi môi đỏ mỏng manh dán vào đôi môi như cánh hoa của mình có một loại cảm xúc phi thường kỳ dị từ trên môi truyền đến nàng phảng phất ngây người cái đầu lanh lợi đầy mưu mẹo thường ngày nay tất cả đều biến mất, chỉ có thể cảm giác được hơi thở ấm áp trong người của nam tử truyền đến, còn có mùi đàn hương nhẹ nhẹ vơn quanh người, chỉ đến khi cây lưỡi của hắn theo khe hở giữa răng và môi tiếng vào trong miệng nàng mới như giật. Mình tỉnh lại, nhớ tới hắn rốt cuộc là đang làm cái gì, nàng vươn tay liền muốn đẩy hắn ra. Nhưng ngự phượng đàn lại phản ứng nhanh hơn, hắn cơ hồ vào lúc nàng vừa động liền dùng tay bắt được hai tay của nàng đặt lên đỉnh đầu, hơi hơi kéo ra khoảng cách giữa hai người, môi rời khỏi môi nàng chừng vài mm, trong đôi mắt hẹp dài tuyệt đẹp tràn ngập mị hoặc nhìn nàng, trong lúc nói chuyện thở ra nhiệt khí, khanh khanh, nàng thích ta, nàng thích ta. Lúc này đây, hắn dùng không phải câu hỏi mà là câu trần thuật, trong âm thanh khàn khàn mang theo vui sướng, có bá đảo, càng nhiều hơn là xác thực hắn vội vàng biểu đạt sự vui mừng của mình như vậy hắn đã làm xong chuẩn bị cho mọi tình huống có lẽ nàng sẽ đẩy hắn ra sẽ đánh hắn một cái tát sẽ mạnh mẽ dứt khoát mà cự tuyệt hắn nhưng nàng cái gì cũng không làm hắn thậm chí có thể cảm giác được khi nàng bị hắn hôn cơ thể hơi hơi run lên hắn không thể chờ đợi mà nói ra cho dù hiện tại không phải là lúc thích hợp nhưng hắn cũng muốn nói ra vân khanh chỉ cảm thấy khi hắn nói chuyện hơi thở nồng ấm như ở trên môi mình quét qua, khoảng cách giữa hai người này lại giống như không có, ánh mắt hắn còn thật sự chuyên chú, làm cho đôi mắt nàng không thể trực tiếp nhìn thẳng vào hắn, muốn tránh đi nhìn nơi khác. Đáng tiếc, ngự phượng đàn cũng không muốn dừng lại ở hôn môi, lúc này so với vừa rồi càng thêm nhiệt tình, hắn cơ hồ sau khi nói xong, liền trực tiếp đem lưỡi thăm dò vào trong miệng nàng, bắt đầu ở bên trong công thành chiếm đất bá đạo tuyên bố sự tồn tại của mình. Dưới khi thế này, Vân Khanh cơ hồ ngay cả hô hấp cũng quên mất, nhưng càng nhiều hơn chính là một luồng nhiệt lưu chảy ra, tấm lưng căng thẳng của nàng dưới khí thế bá đạo mà chấp nhất này cũng dần thả lỏng. Ngẫu nhiên cũng sẽ học theo đáp trả lại hắn, chiếc lưỡi màu hồng phấn như con cá nhỏ, ngẫu nhiên sẽ cùng hắn dây dưa một chỗ. Đây là một loại cảm giác khó có thể hình dung. Vân Khanh không biết nói như thế nào, kiếp trước nàng hẳn là thích cảnh hữu thần, nhưng cho tới bây giờ cũng không bị mất khống chế như lúc này, giống như một người say rượu, dù cho trời long đất lở cũng trầm mê ở trong đó, cái loại mông lung mộc ảo này khiến nàng không muốn tỉnh dậy. Đôi phượng mâu hơi hơi nhắm lại, lông mi thật dài ngăn trở ánh trăng mông lung, nàng thả người tùy ý trầm luân bên trong cảm giác này, nàng thích ngự phượng đàn, có lẽ đã thích từ rất lâu rồi những lo lắng cùng sầu lo giờ khắc này đều theo gió đêm mà bay đi mất. Nếu đã trọng sinh một lần, vậy thì để cho hết thầy đều toàn bộ thay đổi đi. chương 345, Đính ước dưới trăng, 2 Vân Khanh không ý thức được lúc này bản thân nàng thật đẹp, chỉ có ngự phượng đàn nhìn thấy, một tia kiều mị từ đôi mắt diễm lệ thoát ra, nơi khóe mắt vô vàn phong tình khó nói lên lời, có thể khiến cho tất cả nam nhân đều lâm vào điên cuồng trong đôi mắt ngự phượng đàn ẩn chứa sự điên cuồng cùng bá đạo của nam nhân nữ tử trước mắt này là của hắn vân khanh là của hắn vì thế động tác của ngự phượng đàn càng ngày càng dồn dập hắn có một loại dục vọng muốn thiên hạ nhỏ bé và yếu ớt yêu điệu trong lòng này cẩn thận từng chốt một từng ngụm từng ngụm nuốt vào bụng thưởng thức mùi vị chỉ thuộc về nàng mỗi một chỗ mỗi một tấc cũng không muốn buông tha cứ như vậy mà nghiền nát biến thành món ăn xinh đẹp nhất ngọt ngào nhất và cũng là duy nhất của hắn. Bàn tay bắt lấy hai tay nàng đã sớm buông ra, đôi bàn tay mang theo hơi nóng của nam tính trượt khỏi bờ vai nàng, từ đầu vai mảnh khảnh mượt mà hướng xuống bao phủ bờ eo mảnh khảnh kia. Ánh trăng mông lung, đất trời rộng lớn không một tiếng đồng. Toàn bộ trời đất dường như đang chăm chút duy trì cho sự thân mật của cặp tình nhân này, cho đến khi có vài giọng nói bất ngờ xuất hiện giữa khung trời đêm yên tĩnh nhị công chúa, chúng ta vào trong thôi. Thành âm quen thuộc truyền đến, Vân Khanh từ trong mộng cảnh lập tức bừng tỉnh, sau đó một tay đẩy nam tử ra, phượng mâu mở lớn thăm dò xung quanh. Ngự phượng đàn đang đắm chìm trong mọt ngào đột nhiên bị đẩy ra, biểu tình trên mặt lập tức cứng ngắc, nhưng tiếp theo đó liền vội vàng xoay người, trong lòng tràn đầy buồn bực cung ảo não. Vân Khanh nhìn hắn một cái, Nhìn thân hình hơi cong cong của hắn cùng với nét xấu hổ mới vừa rồi xuất hiện trên khuôn mặt kia, nàng phi thường rõ ràng hắn lúc này vì sao lại xoay người sang chỗ khác. Tuy rằng kiếp này nàng chưa đến 15 tuổi, nhưng mà kiếp trước đã từng là phụ nhân, làm sao có thể không rõ biến hóa của nam tử kia chứ. Người dẫn ta tới nơi này làm cái gì? Trong lúc hai người tạm thời im lặng vì xấu hổ, lại có một giọng nữ truyền ra ngự phượng đàn nghiến răng nghiến lợi kiềm nén sự biến hóa của thân thể. Đoán rằng Vân Khanh nhất định sẽ không biết vì sao hắn làm vậy, không muốn để cho nàng hiểu lầm, cho là mình hôn nàng xong thì không muốn phụ trách. Vừa quay đầu liền trông thấy Vân Khanh đã khôi phục đôi mắt bình tĩnh đang nhìn hắn, ngón tay như búp hành dựng thẳng đặt trước đôi môi đỏ mỏng vì bị hôn, là một tư thế im lặng. Nhị công chúa cùng cảnh hữu thần ở trong này. Ánh mắt ngự phượng đàn dừng lại trên môi nàng, nghĩ đến hai giọng nói vừa vang lên, sắc mặt trở nên nghiêm trang lại, vảnh tay nghe tiếng bước chân phía dưới đã đi vào phòng trong, ngoắc ngoắc tay với Vân Khanh, sau đó hai người gión ra gión rén dựa sát vào nóc nhà, ngự phượng đàn thật cẩn thận gỡ ra một mảnh ngói, đầu kéo sát lại nhìn tình huống bên dưới. Trong phòng, nhị công chúa một thân váy dài màu bạc lấp lánh phát sáng vừa bước vào trong phòng, mà cảnh hữu thần cũng là một thân trường bào lam sắc tươi mới hiện ra dáng người cao lớn, cả người có vẻ rất là tuấn lãng. Lúc này, trong đôi mắt cảnh hữu thần tràn ngập ôn nhu, như cành liễu đắm chìm trong hơi thở đầy sức sống của gió xuân, triển miên đa tình vô cùng, nhìn nhị công chúa, nói, hôm nay là ngày hội thất tịch, ta muốn cùng công chúa cùng nhau trải qua đêm đặc biệt này. Nhị công chúa vốn rất không vui khi đi vào một gian phòng không đủ cao quý, không đủ xa hoa như vậy, nhưng khi nàng ta nhìn thấy đôi mắt kia của cảnh hữu thần thì bao nhiêu khó chịu cũng bị thu về, đáy mắt mang theo lưu luyến si mê, trái tim trong lồng đang nhảy bùm bùm không ngừng, lại mang theo một chút rụt rè nói, ngươi không cần trở về bồi vi ngưng tử, còn có cái ả thu thủy kia sao? Lời này tràn ngập đố kỵ rõ rành rành, sau khi cảnh hữu thần nghe được, đáy mắt đều là ý cười, mấy ngày nay, hắn không ngừng tạo cơ hội vô tình gặp được nhị công chúa mỗi lần ở trước mặt nhị công chúa hắn đều biểu hiện ra sự ôn nhu còn có khí phách của nam tử hán đem nhị công chúa vốn mang tâm tình ái mộ nay biến thành hoàn toàn vì hắn mà rơi vào tay giặc hắn khẽ thở dài một cái trong giọng nói hàm chứa phiền muộn và buồn bã nói không nên lời ngẩng đầu lên nhìn phương xa yêu thương nói công chúa đừng nói nữa hai người trong viện ta người cũng biết là như thế nào cưới hỏi như thế nào nâng về chỉ trách do vận khí ta không tốt bị người cài bẫy, lại rơi vào đường cùng phải cưới người mà mình không thích. Nay có thể gặp được nữ tử trong lòng, mỗi lần gặp nàng, trong lòng ta vừa vui vẻ, lại khổ sở, nàng cao quý, xinh đẹp, đặc biệt như vậy hoàn toàn đánh cắp trái tim của ta. Thế nhưng ta một câu cũng không thể bày tỏ cùng nàng, bởi vì ta không có cách nào tặng cho nàng những thứ tốt nhất. Nhị công chúa nhìn về mặt của hắn, Tuấn Nhan tràn ngập dối rắm cùng giọng nói vô tận yêu thương kia khiến cho trái tim nàng ta cũng nhuốm chút yêu sầu. Nếu lúc này nàng ta còn nghe không ra ý tứ trong lời của cảnh hữu thần thì mới là lạ đấy. Nữ tử cao quý, xinh đẹp, đặc biệt lại luôn cùng cảnh hữu thần tiếp xúc không phải nàng ta thì là ai đây? Khó trách, khó trách mỗi lần cảnh hữu thần nhìn mình thì nàng ta cảm giác, cảm thấy trong đôi mắt kia tràn đầy tâm sự nhưng muốn nói lại thôi nàng ta bị những lời của hắn làm cảm động, ít hầu hơi di chuyển, tiếng nói sắc nhọn hơi trầm xuống, nhìn cảnh hữu thần, cổ vũ nói, ngươi nếu thích nàng, vậy thì hãy nói cho nàng biết, ngươi nếu không nói, thì làm sao biết được mình còn có cơ hội hay không chứ? Cảnh hữu thần nhìn đôi mắt hơi ngấn lệ của nhị công chúa, đáy mắt thoáng chốc xẹt qua một tia đắc ý, thật sự là quá dễ lừa, môi hắn mở rồi lại khép, tựa hồ sắp nói ra lại xoay người thật mạnh thở dài, ta nói không được, thân phận nàng cao quý như vậy thì làm sao có thể gả cho ta được chứ. Nhị công chúa luôn chờ đợi hắn thổ lộ, lúc này lại thấy hắn xoay người, vừa tức lại đau lòng, đùng đưa chân nói, chẳng thích ta, tại sao không trực tiếp nói với ta, có vấn đề gì chứ? Chẳng lẽ lấy thân phận của ta còn giải quyết không được sao? Vân Khanh và Ngự Phượng đàn nhìn nhau một cái, cô nhị công chúa này cũng thật nóng nảy mà công chúa, thì ra công chúa đã sớm biết. Cảnh hữu thần nghe được lời của nhị công chúa liền xoay đầu lại, trong mắt là kinh hỉ cùng kích động, ngay cả tay cũng không biết nên đặt nơi nào, nhưng mà nàng là công chúa, ta như thế nào? Chàng mỗi lần nhìn thấy ta đều có biểu tình như vậy, ta làm sao có thể không biết, nhưng lại không nghĩ tới tình cảm của chàng đối với ta đã sâu đậm đến như thế. Nhị công chúa thực cảm động gật đầu, thì ra cảnh hữu thần cũng đã sớm yêu mình chính là ngại vì thân phận mà không thể thổ lộ với mình. Công chúa, nàng, ta vốn nghĩ sẽ che giấu bí mật này cả đời, cứ âm thầm như vậy ái mộ nàng là được rồi, dưới đáy lòng ta lúc nào cũng chúc phúc cho nàng, không nghĩ tới sớm đã bị nàng phát hiện, như thế cũng tốt, nàng đã biết tất cả, ta đây cũng không thể tiếp tục cùng nàng gặp mặt như vậy, tối nay là đêm thất tịch, coi như là dấu chấm hết cho mối tương tư thầm kính sâu đậm này của ta đi cảnh hữu thần lắc đầu hai tay nắm chặt thành quyền quay đầu đi ra ngoài nhị công chúa lập tức xông lên ôm thắt lưng của hắn ngăn cản thân hình cùng cước bộ đang muốn đi ra ngoài của hắn khuôn mặt dán trên lưng hắn hô chàng đừng đi không được nàng là công chúa cao cao tại thượng ta chỉ giữa một chức quan nhỏ trong nhà cũng đã có thê tử cho dù ta và nàng ái mộ nhau hoàng hậu và tứ hoàng tử cũng sẽ không cho phép nàng cùng ta ở chung một chỗ chúng ta là không có tương lai. Khóe miệng cảnh hữu thần mang theo một nụ cười nhợt nhạt, ngón tay muốn kéo cánh tay của nhị công chúa ra khỏi người hắn. Nhị công chúa làm sao chịu, kêu lên, sẽ không, sẽ không, ta có biện pháp, chúng ta có thể ở cùng nhau, nhất định có thể. Cảnh hữu thần khóe miệng xẹt qua một chút ý cười khi thực hiện được tâm kế, xoay người lại, trên mặt đều là kinh ngạc, thấp giọng hỏi, công chúa không cần an ủi ta, đây là không có khả năng. Ta có thể, Nhị công chúa phi thường tin tưởng gật đầu, ta có biện pháp làm cho mẫu hậu và tứ đệ không thể nào cự tuyệt chúng ta. Nàng nói xong, vung tay, bảo cung nữ tùy thân đã đi ra ngoài mua rượu vào đây, sau đó nói với cung nữ, các ngươi đi ra bên ngoài, không có sự cho phép của ta thì không được vào đây. Công chúa, hoàng hậu nương nương lệnh cho chúng nô tỳ đi theo ngài, một tấc cũng không rời. Cung nữ có chút do dự. Đi mau, nếu không đi bổn cung sẽ sai người lôi các ngươi ra ngoài đánh chết. Nhị công chúa trừng mắt, vẻ mặt mất hứng và giáo huấn. Tính cách của nhị công chúa, cung nữ đương nhiên rõ ràng, lúc này liền hoảng sợ. Cho dù trở về bị hoàng hậu đánh chết cũng tốt hơn hiện tại trực tiếp bị đánh chết. Chết sớm không bằng chết trễ một chút, hiểu được đạo lý này, các nàng vội vàng lui xuống canh giữ bên ngoài phòng phòng trong chỉ còn lại hai người bọn họ, cảnh hữu thần nhìn cánh cửa gỗ đóng chặt kia, đáy lòng vui sướng nở rộ như pháo hoa, nhưng trên mặt lại mang theo một chút không hiểu, hỏi, công chúa, nàng có biện pháp nào, hoàng hậu và tứ hoàng tử không phải là người dễ mềm lòng. Không có việc gì, chàng chỉ cần nói cho ta biết, chàng thật sự không thích vi ngưng tử và thu thủy sao? Xem ra nhị công chúa đã nghe qua chuyện của vi ngưng tử và thu thủy rồi vì ngưng từ thì còn đỡ à ta là do ở trong hoàng cung xảy ra chuyện rèm pha như vậy mới không thể không che giấu mà cưới về nhưng thu thủy nàng ta lại nghe nói là bởi vì cảnh hữu thần thực thích à kia mới khẩn cấp cưới vào cửa khi đó vẫn còn trong kỳ tân hôn nữa chứ nhìn ánh mắt hồ nghi của nhị công chúa cảnh hữu thần bước lên trước từng bước nắm lấy tay của nhị công chúa ẩn ẩn đưa tình nhị công chúa nếu ta thật tâm thích nàng ta thì ta làm sao có thể cưới nàng ta làm thiếp. Chân chính thích một nữ tử, chỉ có thể thú nàng làm thê tử của ta. Chính vì như thế, ta mới không dám thổ lộ tâm ý của mình với nàng. Tay hắn nóng bỏng cầm tay nhị công chúa. Nhị công chúa nhìn đôi mắt ẩn ẩn si tình của hắn, đã sớm tin lời của hắn, khóe mắt luôn dõi theo hắn, gật đầu nói, chẳng nói sao ta cũng sẽ tin, nhưng mà từ nay về sau chàng chỉ có thể đối tốt với một mình ta nếu nàng là thê tử của ta, thì ta đây thật sự cái gì cũng không sao. Các nàng ở trong mắt ta làm sao có thể tốt bằng một phần mười của nàng chứ? Lời này của cảnh hữu thần xác thực không phải là giả. Thân phận của vi ngưng tử và thu thủy làm sao có thể cao quý như nhị công chúa chứ? Nàng ta vậy mà là con gái ruột của hoàng hậu nha. Giọng nói mềm ngọt ngay tại bên tai, nhị công chúa làm sao còn chưa yên tâm được, nội tâm vui vẻ thật sự. Trong thời gian này, những cố gắng của cảnh hữu thần đã khiến nàng ta sớm khẳng định rằng hắn đã thích mình. Bằng không làm sao có thể lần nào cũng xảo ngộ gặp được mình. Nàng ta kéo tay cảnh hữu thần đi đến trước bàn, bưng lên ly rượu, nào, chúng ta uống rượu đi. Cảnh hữu thần liếc mắt nhìn ly rượu kia một cái, trong lòng đã sớm biết, không nghĩ tới vị nhị công chúa này lại to gan như thế. Vì muốn gả cho hắn, lại âm thầm chủ động nguyện ý cùng hắn phát sinh quan hệ. Cũng tốt, đã như thế, Đến lúc đó hoàng hậu cùng tứ hoàng tử cũng không có lý do gì có thể cự tuyệt hắn rồi. Vì thế hắn ra vẻ như không biết, bưng chén rượu lên cùng nhị công chúa bắt đầu cạn ly. Mùi rượu thuần liệt, hoa thơm vì người. Sau vài ly rượu, nhị công chúa liền có chút choáng váng đầu, thân mình nàng ta mềm nhũng, nâng ly nói với cảnh hữu thần, ta nhất định sẽ cùng chàng ở cùng một chỗ. Nói xong, cả người mềm nhũng ngã xuống, cảnh hữu thần lập tức bước lên trước từng bước rồi ngả xuống bên cạnh nàng ta ở bên tai nàng ta nhẹ giọng nói nhị công chúa nhị công chúa hơi thở của hắn xẹt qua lỗ tai nhị công chúa cái loại cảm giác tê dại này làm cho nhị công chúa cả người run rẩy nàng ta quay đầu qua vừa khóe chạm phải môi của cảnh hữu thần đáy mắt chỉ có khuôn mặt tuấn lãng của hắn một đôi mắt thâm tình cơ thể sau động tác này liền mềm hóa thành một bãi xuân thủy cánh tay nắm chặt cảnh hữu thần, đẩy hắn ngã ra đất. Chàng có được ta, mẫu hậu sẽ không có cách nào cự tuyệt rồi. Nhị công chúa sau khi đẩy ngã cảnh hữu thần, liền ngồi ở trên người hắn, hai tay nhỏ bé không có mục đích sờ lung tung trên người hắn, dùng sức xé rách quần áo của hắn, động tác vừa vội lại mãnh liệt, khiến cảnh hữu thần đều ngẩn ngơ, nếu không phải hắn đã biết trước. Hắn còn tưởng rằng nhị công chúa là cao thủ tình trường, làm sao có thể vội vã như vậy mà cởi quần áo của hắn chứ bất quá hắn rất thích động tác này buông thả như vậy cũng lại cũng là một loại lạc thú cho đến khi nhị công chúa cắn vào lồng ngực của hắn một phát hắn hô to một tiếng thế này mới một phen chờ mình đem nhị công chúa đặt ở dưới thân ngay tại lúc này trong đáy lòng cảnh hữu thần vô cùng vui sướng nhị công chúa cùng hắn thật sự phát sinh quan hệ cho dù hoàng hậu không thích cũng không được nữa đến lúc đó cho dù là cảnh trầm uyên hay là lê phò mã cũng như những người muốn tranh đấu với hắn những người luôn diễu cợt hắn hắn sẽ khiến cho toàn bộ phải đẹp mặt cuộc đời của cảnh hữu thần hắn tuyệt đối không thể suy tàn xuống dốc như thế ngự phượng đàn từ khi nhìn thấy nhị công chúa đầy ngã cảnh hữu thần thì trong lòng thầm nghĩ rất chủ động nha hắn còn không biết thì ra nhị đường tỷ lại là người có tình cảm mãnh liệt như vậy một mặt cảm thán. Một mặt nhanh tay che mắt của Vân Khanh, sau khi đậy mái ngói lại xong, ôm nàng từ nóc nhà nhảy đến một ngõ nhỏ yên tĩnh. Cảnh hữu thần thật sự đã như nàng nói, đi câu dẫn nhị công chúa rồi. Ngự Phượng Đàn cười yếu ớt, nghiêng đầu nhìn Vân Khanh, ánh mắt như coi như không dừng lại trên môi đỏ mọng của nàng, màu quang hơi hơi trầm xuống. Loại người như hắn ta, vì thăng quan, vì quyền thế, cái gì đều nguyện ý đi làm lúc này bị buộc vào đường cùng, đương nhiên sẽ không bỏ qua nhị công chúa, một cơ hội như vậy. Vân Khanh mỉm cười, trong lời nói cũng không có chút cảm xúc, khóe mắt ngẫu nhiên tản ra một tim mỉa mai. Mới vừa rồi cảnh hữu thần thể hiện một trong những kỹ năng độc đáo của hắn, giống như một đoạn phim chiếu lại. Cảnh hữu thần lúc trước cũng dựa vào công phu mồm mép này mà lừa nàng, tuy rằng nàng không cảm thấy nhị công chúa là người đáng để người khác đồng cảm, nếu chính nàng ta không làm ra loại sự tình này, Vân Khanh chẳng qua chỉ khiến cảnh hữu thần cứu nhị công chúa, cũng không có dục ý gì khác. Lúc trước Vân Khanh bị cảnh hữu thần lừa, dù như thế nào, cũng không có to gan như vậy chủ động cùng nam tử phát sinh quan hệ. Mà đối với cảnh hữu thần, Vân Khanh càng thấy khinh bỉ, người nam nhân này, đề tiện đến nỗi khiến người khác khinh thường nhìn hắn. Nhưng mà lời này lọt vào trong tay ngự phượng đàn, khiến cho khóe miệng hắn hơi trầm xuống hẹp mâu kéo lên một tay kéo vân khanh vào trong lòng vào lúc nàng không kịp phản ứng liền khóa chặt cánh tay lại ngõ nhỏ rất dài ánh trăng chiếu nghiêng xuống bị hai bên mái hiên che mất không ít bởi vậy không gian rất tĩnh lặng cảnh vật nhìn không được rõ ràng lắm nhưng khi vân khanh bị hắn ôm như vậy vẫn thực khẩn trương không biết hắn tại sao lại bất ngờ hành động như vậy ngự phượng đàn ôm sát vân khanh hai tròng mắt nhìn mặt nàng tựa hồ như thế nào cũng xem không đủ trong tiếng nói trầm ấm mang theo thấp thỏm đôi mắt hẹp dài phản chiếu lại ánh trăng nàng hình như rất hiểu cảnh hữu thần vân khanh bắt đầu cả kinh vốn tưởng rằng là vì chuyện gì lúc này nghe được câu hỏi của hắn phượng mâu khẽ động ngẩng đầu nhìn hắn không biết đối thủ của mình thì làm sao đánh bại hắn chứ câu trả lời như vậy rõ ràng muốn lấy lòng ngự phượng đàn khóe miệng của hắn cong lên thật vào, ôm Vân Khanh ở trên chán nàng nhẹ hôn một cái, trong thanh âm lại mang theo một tia yên tâm, Vân Khanh, ta vừa rồi rất sợ. Lồng ngực của hắn thực rộng lớn, Vân Khanh như bị nhốt trong một vách tường có thể co giãn, tuy rằng đôi tay hắn siết hơi chặt, nhưng mà thực an toàn, nàng chăm chăm nhìn bức tường đỏ phía trước, hỏi, sợ cái gì? Rất sợ nàng sẽ nói, những chuyện vừa rồi xảy ra trên nóc nhà là không tính rất sợ nàng sẽ nói đây chẳng qua là nàng nhất thời ý loạn tình mê rất sợ nàng sẽ không để cho ta lại tiếp cận nàng giọng của ngự phượng đàn vang lên ở bên tai có chút lười biếng lại giống như một khúc nhạc động lòng người hơi thở ấm áp phất qua lỗ tai tinh xảo vân khanh tựa đầu ở trên người hắn cọ cọ đưa tay ôm thắt lưng gầy gò của hắn cách lớp hoa bào tuyết sắc cảm thụ nhiệt độ từ thân thể hắn truyền đến như có thể thấm vào trong lòng nàng thì ra hắn cũng không yên tâm, thì ra nam tử cũng sẽ sợ nữ tử không để chính mình ở trong lòng. Vân Khanh thản nhiên cười, trong đôi mắt đều là ngọt ngào và ấm áp, giọng nói tràn ngập tiếng cười, đứa mốc. Nàng cũng đã từng sợ hãi, sợ rằng sau khi bước ra một bước này, sẽ lại bước vào con đường cũ, nhưng đó là khi chưa bước ra, một khi nàng đã bước ra một bước này thì nàng sẽ không lại hối hận tiền đồ cầm tú cũng không thể tự động xuất hiện trước mặt mình cuộc đời của nàng nếu mỗi một thứ đều phải tự mình tranh thủ như vậy cũng thêm hắn vào trong đó đi ừ ta à đứa mốc là đứa mốc của một mình nàng ngự Phượng đàn lấy tay kéo những lọn tóc phân tán của nàng nhẹ nhàng ra sau đầu nhẹ giọng nói nếu đêm nay là một giấc mộng đẹp vậy thì cứ để cho giấc mộng này tồn tại vĩnh viễn không cần tình vân khanh cong môi cười Ngón tay lại ở bên hông hắn nhéo một cái, có phải là đang nằm mơ hay không? Ngự Phượng đàn mím môi hút không khí, cau mày méo máu, thấp giọng lên án nói, nha nha, khanh khanh, nàng đây là mưu sát chồng a. À? Vân Khanh làm sao có thể không biết rõ lực tay của mình, người trước mặt này chính là đang giả bộ, nàng xem thường liếc Ngự Phượng đàn, khẽ cười nói, nhiều nhất cũng chỉ là mưu sát một thế tử thôi, nào có thể là chồng ta a. À? Phượng mâu thâm thúy nhếch lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh quyến rũ như mang theo vô hạn phong tình, khiến ngự phượng đàn tâm loạn, như trừng phạt mà càng siết chặt cánh tay, cảnh cáo nói, ta, ngự phượng đàn là phu quân của thẩm vân khanh, phu quân đời này của nàng chỉ có thể là ta, hiểu chưa? Vân khanh buồn cười nhìn hắn, tuyên ngôn vừa trẻ con lại tràn ngập bá đạo này, không hiểu tại sao lại khiến cho trái tim nàng như được ngâm trong mật đường tùy thời cũng có thể chìm vào trong biển tình ngọt ngào này. sợ nàng không tin lời của mình, ngự phượng đàn liền theo sát nói: chờ nàng cập kê, ta lập tức hướng bệ hạ thỉnh chỉ, cưới nàng làm vợ. ngự phượng đàn là cẩn vương thế tử, hôn sự của hắn những người khác không thể làm chủ được, chỉ có vài nhân vật lớn trong cung mới có thể mở miệng. khuôn mặt tuyệt lệ của ngự phượng đàn mang theo ý cười kinh diễm, chăm chú nhìn vân khanh kiên định như vậy mà chờ câu trả lời của nàng, dưới ánh nhìn của khuôn mặt tuyệt sắc thiên hạ này, trên mặt Vân Khanh lại được tô thêm một tầng phấn hồng, ôn nhu gật đầu. Ngự phượng đàn nhìn hai má đỏ ửng do xấu hổ của nàng, trong ngõ nhỏ ánh sáng heo hắt này, nàng liền giống như một ngọn đèn chiếu sáng rỡ một phương trong lòng của hắn. Trong hẹp mâu tà mị như tiêm nhiễm khí trời, khuôn mặt như ngọc cũng nổi lên ý cười ngọt ngào bàn tay to nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng sóng vai đi trong ngõ nhỏ xúc cảm mềm mại trong lòng bàn tay đang nói cho hắn biết hôm nay hết thảy đều là thật hắn nhìn ánh sáng ở đầu ngõ giống như là ánh sáng khi hắn cùng bước đi với vân khanh trong tương lai mỗi bước đi đều làm hắn hưng phấn không thôi chờ mong không ngừng vân khanh cúi đầu nhìn đôi giày thêu nơi chân của mình cùng đôi chân mang giày thêu vân long của nam tử bên cạnh đang cùng nhau từng bước tiến về phía trước phượng mâu như muốn đem hình ảnh này khắc sâu trong lòng nàng quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà có cảnh hữu thần cùng nhị công chúa ở phía sau thanh âm nhẹ nhàng phượng mâu lạnh lùng như nước chàng nói ngày mai cảnh hữu thần một khi nhìn thấy bản tấu chương kia hắn có thể hối hận về hành động hôm nay hay không nếu hôm nay hắn không làm ra chuyện như vậy cũng sẽ không có hối hận ngày mai chỉ mong hắn có thể thừa nhận được điều này ngự phượng đàn môi đỏ như son gợi lên một độ cong châm chọc trong mắt hẹp đã ẩn chứa tia thâm trầm cảnh ngự thần còn đang bận rộn hoàn thành kế hoạch quan đồ của hắn ta ha ha không biết ngày mai hắn ta có thể chịu được một kích trí mạng kia không phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn